Máy bay của không quân Mỹ trong ngày 9 tháng 3 đã thả 88 thùng hàng cứu trợ xuống phía bắc dải Gaza. Giải pháp thả hàng cứu trợ từ trên không cho thấy cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza ngày một cấp bách. Tuy nhiên, giải pháp này tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi phải có một phương thức cứu trợ khác hiệu quả hơn, trong bối cảnh hàng triệu người dân Gaza đang đối mặt với nạn đói. Đây là cách mà người dân Palestine ở dải Gaza nhận hàng cứu trợ trong những ngày gần đây. Những kiện hàng cứu trợ được lực lượng Mỹ thả xuống từ trên không, mang theo thức ăn và nước uống. Thông thường, hàng được thả xuống những khu vực hẻo lánh và phần lớn rơi xuống biển. Còn nếu đủ may mắn, những kiện hàng đó sẽ đến được tay người dân Gaza. Tôi có những đứa trẻ mồ côi, tôi muốn cho chúng ăn. Nhưng việc thả hàng viện trợ như thế này tồn tại rất nhiều bất cập. Vào sáng ngày 8 tháng 3, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra tại trại tị nạn Ansati, một trong những khu vực bị tàn phá nghiêm trọng nhất ở phía tây thành phố Gaza. Khi đó, máy bay thả hàng viện trợ xuống, nhưng dù của một thùng hàng không bung khiến nó lao xuống nóc nhà, 5 người đã bỏ mạng một cách oan uổng. Vấn đề hàng viện trợ rất khắc nghiệt và không ai chấp thuận. Hầu hết hàng sẽ rơi vào những khu vực hẻo lánh hay xuống biển. Không ai nhận được gì, cũng không có phương tiện vận chuyển vì đường xá đều bị hư hại. Chúng tôi cần biện pháp tốt hơn. Tổ chức từ thiện của Mỹ World Central Kitchen cho biết đang chất hàng viện trợ cho dải Gaza lên một tàu ở Cộng hòa Sip, chuẩn bị chở chuyến hàng viện trợ đầu tiên đến vùng lãnh thổ này qua một hành lang vận tải biển mà Ủy ban châu Âu hy vọng sẽ mở vào cuối tuần này. Lầu Năm Góc cho biết kế hoạch của Mỹ nhằm thiết lập một bến tàu biển tạm thời ngoài khơi ở Gaza sẽ mất tới 60 ngày và có thể sẽ có sự tham gia của hơn 1.000 nhân viên Mỹ. Mặc dù vậy, điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Gaza cảnh báo rằng việc vận chuyển viện trợ bằng đường biển và đường hàng không không thể thay thế cho việc giao hàng trên đất liền. Việc vận chuyển trên đất liền vẫn dễ dàng, nhanh hơn và kinh tế hơn, đặc biệt là khi phải duy trì hỗ trợ nhân đạo cho người dân Gaza trong một thời gian dài. Hiện không có cảng biển nào ở Gaza hoạt động. Trong khi đó, kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 7 tháng 10, Israel đã cắt nguồn tiếp tế thực phẩm, nước uống, thuốc men và các vật tư khác vào Gaza, ngoại trừ một lượng nhỏ hàng viện trợ từ Ai Cập vào miền Nam tại cửa khẩu Rafah và cửa khẩu Kerem Shalom của Israel. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc đánh giá rằng ít nhất nửa triệu người hay cứ 4 người ở Gaza thì có 1 người phải đối mặt với nạn đói. Còn theo thông tin từ lực lượng Hamas, hơn 700.000 người Palestine ở khu vực này đang phải đối mặt với tình trạng nạn đói tột độ và ít nhất 20 người đã chết đói. Các quốc gia Bắc Âu là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO gồm Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan đã hoàn tất cuộc tập trận mang tên Phản ứng Bắc Âu. Đây là một phần trong chuỗi tập trận lớn nhất của NATO kể từ sau khi chiến tranh lạnh kết thúc. Đặc biệt, cuộc tập trận đánh dấu sự tham gia lần đầu tiên của Thụy Điển trong vai trò là thành viên thứ 32 của NATO. Cuộc tập trận diễn ra tại Phần Lan và Na Uy với sự tham gia của 20.000 binh sĩ đến từ 13 quốc gia thành viên NATO. Theo Bộ Quốc phòng Thụy Điển, nước này đã đóng góp 4.500 binh sĩ. Phản ứng Bắc Âu là một trong chuỗi tập trận người bảo vệ kiên định của NATO với sự tham gia của khoảng 90.000 binh sĩ. Các cuộc tập trận bắt đầu từ tháng 1 và kéo dài đến tháng 5 tới, bao trùm tất cả các khu vực của châu Âu. Các khu chợ, siêu thị trên khắp Indonesia trong những ngày qua luôn trong tình trạng đông đúc khi người dân tất bật mua sắm chuẩn bị cho tháng lễ ăn chay Ramadan. Dự kiến bắt đầu vào ngày 11 tháng 3 dựa trên sự xuất hiện của trăng non. Mặc dù giá cả có tăng cao hơn nhưng người dân Indonesia vẫn chuẩn bị đầy đủ thực phẩm cho tháng lễ quan trọng nhất của người Hồi giáo. Trong suốt tháng lễ Ramadan, tất cả tín đồ đạo Hồi phải thực hiện nghiêm túc quy định không ăn uống hay hút thuốc từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Tuy nhiên, những người đang ốm, người già, phụ nữ có thai, trẻ em và những người làm việc nặng nhọc được miễn trừ. Sau khi mặt trời lặn, những người thân trong gia đình và bạn bè cũng thường ghé thăm nhau và cùng tổ chức những bữa ăn xả chay sau một ngày nhịn ăn. Tuy nhiên, giá cả tăng cao trước tháng lễ Ramadan cũng khiến nhiều người dân phải thắt chặt chi tiêu. Giá gạo và các mặt hàng thực phẩm khác như tỏi, ngô, thịt gà, trứng gà, đường trắng, dầu ăn và bột mì leo thang trước tháng lễ Ramadan. Theo một khảo sát do Bộ Thương mại Indonesia tiến hành, nhu cầu gạo tại Indonesia tăng hơn 45% trong tháng Ramadan và lễ Eid al-Fitri. Chính phủ Indonesia đã đưa ra một số biện pháp đảm bảo cung ứng bình ổn giá gạo như là gia tăng hạn ngạch nhập khẩu, hỗ trợ gạo miễn phí cho người dân, phân phối gạo tới các cửa hàng bán lẻ hay là các siêu thị chợ truyền thống.
Bộ Giao thông Indonesia ước tính khoảng 137 triệu lượt người sẽ di chuyển trong dịp lễ Eid al-Fitri kết thúc tháng lễ Ramadan, tăng khoảng 6% so với dịp lễ năm ngoái. Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cũng đang chuẩn bị chương trình vận chuyển miễn phí với hơn 700 xe buýt được điều động, sẵn sàng phục vụ miễn phí hơn 30.000 lượt khách. Tháng Ramadan là thời gian để người dân Hồi giáo tu sửa bản thân, vun đắp tình cảm với gia đình và cộng đồng, hướng tới các giá trị tốt đẹp như hòa bình hay tình đoàn kết. Người dân Indonesia đang bắt đầu một mùa lễ Ramadan an lành với những cầu nguyện tốt đẹp hơn cho gia đình và người thân. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia. Không có bằng chứng nào về người ngoài hành tinh hay trí thông minh ngoài trái đất. Đây là kết quả của một nghiên cứu vừa được Lầu Năm Góc công bố. Theo báo cáo này, Mỹ cho biết về những vật thể không xác định được ghi lại trong nhiều năm qua chỉ là hiểu lầm. Các quan chức Mỹ đã nỗ lực tìm kiếm câu trả lời cho hàng loạt báo cáo về việc nhìn thấy vật thể bay không xác định UFO trong nhiều năm qua, nhưng cho đến nay vẫn chưa xác định được bất kỳ bằng chứng thực tế nào về sự sống ngoài trái đất. Một báo cáo của chính phủ Mỹ năm 2021 đã xem xét 144 trường hợp nhìn thấy các máy bay hoặc các thiết bị có vẻ đang bay với tốc độ hoặc quỹ đạo bí ẩn. Tuy nhiên, báo cáo cũng không tìm thấy các mối liên hệ ngoài trái đất, nhưng đưa ra một số kết luận và các chuyên gia đã kêu gọi việc thu thập dữ liệu tốt hơn. Lực lượng sản xuất mới có chất lượng đã trở thành cụm từ trọng tâm tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội Trung Quốc khóa 14 khi thảo luận về kinh tế. Một trong những vấn đề cấp bách trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chứng kiến mức tăng trưởng chậm lại. Theo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, lực lượng sản xuất mới sẽ là động lực cho sự phát triển chất lượng cao của nền kinh tế Trung Quốc. Các đại biểu Quốc hội nước này cũng mong muốn Trung Quốc sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến. Phóng viên VTC1 ghi nhận từ Trung tâm Truyền thông kỳ họp thứ 2 Quốc hội Trung Quốc khóa 14. Ông Trần Chí Liệt, Chủ tịch Công ty Công nghệ Thông minh EVOC, mang đến nghị trường thiết bị quét thông minh mà công ty ông đã chế tạo thành công sau 4 năm nỗ lực. Thiết bị này giúp nâng cao đáng kể độ chính xác và hiệu quả của việc quét mã vạch và mã QR, đóng vai trò lớn trên dây chuyền sản xuất thông minh. Chúng tôi đi sau một số đối thủ, nhưng giờ đã vượt lên cả một số công ty dẫn đầu toàn cầu về lĩnh vực này nhờ trợ giúp của trí tuệ nhân tạo công nghiệp. Chúng tôi đã sử dụng bộ xử lý lõi kép với rất nhiều thuật toán AI. Với ông Điền Hải Đào, chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Khu Kinh tế Sân bay Trịnh Châu, ứng dụng công nghệ máy bay không người lái trong vận chuyển có thể sẽ tạo ra tiềm năng lớn. Việc áp dụng thiết bị mới bao gồm cả vận chuyển bằng máy bay không người lái có thể khuyến khích sự phát triển của nhiều lĩnh vực. Tôi tin rằng trong vòng 3 đến 5 năm, chúng ta có thể xây dựng một ngành kinh tế có giá trị trên 100 tỷ nhân dân tệ. Trong khi đó, Chủ tịch Công ty Công nghệ cao Sino Hightech, công ty chuyên nghiên cứu và phát triển năng lượng hydro và pin nhiên liệu hydro, hy vọng sẽ thúc đẩy ứng dụng nhiên liệu xanh trong nhiều ngành công nghiệp hơn. Ngành công nghiệp năng lượng hydro rất rộng lớn và đã đạt được sự phát triển trong các lĩnh vực như vận tải, luyện kim, công nghiệp hóa chất và lưu trữ năng lượng. Tiếp theo, chúng ta nên đẩy nhanh tốc độ sử dụng năng lượng hydro. Với ý nghĩa là lực lượng đi đầu về đổi mới, lực lượng sản xuất mới bao gồm các ngành công nghiệp như năng lượng mới, vật liệu mới, sản xuất công nghệ cao sẽ giúp năng suất được giải phóng khỏi các mô hình tăng trưởng kinh tế truyền thống, tạo ra những đột phá trong khoa học công nghệ mang lại hiệu quả cao, chất lượng cao, thân thiện với môi trường và phù hợp với triết lý phát triển mới mà Trung Quốc xác định trong kỷ nguyên chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Dữ liệu cho thấy, Trung Quốc đã chứng kiến sự tiến bộ đáng kể trong các lĩnh vực như công nghệ lượng tử, mạch tích hợp, AI, y sinh và năng lượng mới. Theo dữ liệu chính thức, Trung Quốc đã đầu tư tổng cộng 3,3 nghìn tỷ nhân dân tệ, khoảng 460 tỷ đô la Mỹ vào nghiên cứu và phát triển trong năm 2023. Con số này tăng 8,1% so với năm trước đó. Số lượng bằng sáng chế được cấp phép đạt tổng cộng 921.000, tăng hơn 15%. Những con số này cho thấy Trung Quốc đang tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ nghiên cứu phát triển công nghệ, đặc biệt là các ngành công nghiệp mới nổi. Đặng Dung, phóng viên Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, đưa tin từ Trung tâm Truyền thông Lưỡng hội, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.